Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách được các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị huyện Châu Thành triển khai hiệu quả. Qua đó đã kịp thời hỗ trợ đến hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng, giúp các hộ có nguồn vốn triển khai các mô hình phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Về xã Hồ Đắc Kiện hiện nay, dễ dàng nhận thấy bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Điện, đường, trường, trạm, khang trang, đời sống người dân ngày thêm khấm khá. Là một nông dân chính hiệu với tinh thần cần cù chịu khó, anh Dương Văn Thắng ở ấp Đắc Lực đã phát triển kinh tế từ mảnh vườn của gia đình. Năm 2020, từ nguồn ít ỏi ban đầu, anh Thắng cải tạo ao vườn để nuôi ba ba thương phẩm với sự hỗ trợ về kỹ thuật của thành viên tổ hợp tác nuôi ba ba ấp Đắc Lực. Qua vài vụ nuôi, thấy mô hình có hướng phát triển, Hội Nông dân xã phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng để anh mở rộng quy mô. Hiện anh Thắng đang nuôi trên 1.300 con ba ba với giá bán từ 300 đến 350 ngàn đồng một ký, dự kiến có lãi. Anh còn phối hợp nuôi rắn ri voi và rắn ri cá trên 200 con. Có 9-10 năm rồi, còn rắn thì mới nuôi khoảng 3 năm nay hả? Mô hình thì cũng nuôi cũng đạt, cái giá cả thì nó cũng chưa ổn định được. Hội Nông dân xã nè, họp lại bà con là cho dây một mớ vốn, là mỗi một hộ vậy được 50 triệu. Là mình mới nói đầu tư được hơn nhiều một chút, à, mình mở rộng mô hình ra, đó, rồi từ đó về đây làm ăn cũng đậm. Một mô hình mới cũng đang cho hiệu quả tại xã Hồ Đắc Kiện với sự hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là nuôi heo rừng quy mô gia trại. Hộ anh Lê Văn Quanh ở ấp Kinh Đào được hỗ trợ vay 50 triệu đồng để xây dựng chuồng nuôi. Chỉ tốn công lao động, hạn chế chi phí cho thức ăn vì đặc tính heo rừng thích ăn cây cỏ. Chỉ cần đảm bảo vệ sinh, phòng bệnh là heo sinh trưởng tốt. Giá bán từ 120 đến 150 đồng một ký. Hộ nuôi có lãi. Hội Nông dân xã Hồ Đắc Kiện hiện đang quản lý 12 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số vốn trên 15 tỷ đồng. Các mô hình được các hộ vay triển khai hiệu quả hiện nay là nuôi ba ba, nuôi heo nái sinh sản, nuôi bò, nuôi heo rừng, trồng cây ăn trái, trồng màu dưới chân ruộng. Về phía Hội Nông dân xã thì cũng thường xuyên làm tốt cái công tác tuyên truyền. Nói chung mình tuyên truyền vận động tới các cái hộ vay luôn để người ta thực hiện tốt cái việc mà đóng lãi gửi tiết kiệm. Từ đó đến nay thì cái chất lượng cái sinh hoạt của tổ tiết kiệm vay vốn á thì ngày càng được nâng cao. Rồi cái tỷ lệ nợ á thì tỷ lệ nợ quá hạn á thì giảm dần dần theo từng năm. Thì nhìn chung thì nó cũng đạt theo cái yêu cầu của đề án. Thông qua các tổ chức chính trị xã hội, nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phát huy hiệu quả. Các chương trình vay vốn ngày một đa dạng, lãi suất thấp, các chính sách tín dụng được công khai tại Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, tạo điều kiện cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách dễ tiếp cận, làm vốn trong làm ăn, sản xuất, góp phần hiệu quả vào công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội của các địa phương. Các cái nguồn vốn tín dụng chính sách thì cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu vay vốn cho cái hộ nghèo cũng như hộ cận nghèo rồi các cái đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã. Ngoài các cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách thì cũng đã đáp ứng được cái công ăn việc làm rồi là thay đổi cái phương thức sản xuất. Các chính sách tín dụng ưu đãi được huyện Châu Thành triển khai hiệu quả trong những năm qua đã thực sự trở thành chiếc phao cứu sinh đối với nhiều hộ gia đình, giúp họ cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập. Đó thực sự là một điểm sáng trong chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước trong những năm qua.